13 các cháu. Đại đạo Hoàng Anh ra ngoài, đội điểm 40. Bây giờ chúng tôi thấy trên sân là khoảng 50.000 khán giả. Ở ngoài sân đứng còn khoảng 50.000 khán giả rồi. Điểm bóng 50. Nguyễn Đài phát bóng. Bỏ chân đẹp vào. Có thể bỏ đập bóng không có lưới. Đưa bóng 13-5. Bóng lộn xộn đánh bóng ra ngoài, đội điểm bóng 63. Thu đá phạt bóng. Bỏ bóng tốt. Đội điểm bóng 14-6. Điểm bóng 15-6. Bỏ bóng luôn có lời. Đội điểm 7-15. Hồ Minh lui sâu quả bóng đẹp. Đội điểm 86. Anh
đánh bóng lắm. Đội bóng hôm qua, đội bóng hôm qua, điểm bóng 10-16. Điểm bóng 11-16. Thank you.
Tôi đi bóng 20 mới làm.